Hiện tại thì Bảo đang trên đường đi ra thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Trong chuyến đi lần này thì mình cũng chỉ đi có một mình à. Và hứa hẹn sẽ có nhiều các cái địa điểm cũng như là nhiều cái cảnh đẹp cho các bạn cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Bảo nha. Đây là cái xe mà ngày hôm nay là Bảo đi nè. Ở phía dưới đó thì chắc mọi người cũng đang ngủ á. Chờ tí xíu nha. Tới nơi thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem ở thành phố Tuy Hòa có những gì nha. Lên chợ chứ, kè kè cháu muốn đi lên chợ chứ. Ê, bỏ cái này phía trước nè. Bỏ cái này phía trước. Rồi, ok. Các bạn thân mến, sau hơn 5 tiếng đồng hồ thì bây giờ bà đã có mặt tại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Các bạn có thấy cái view ngày hôm nay bà chọn không? Ở phía dưới này là đường nè, còn nếu mà nhìn xa xa qua bên kia nữa là biển. Cái view này là view mặt tiền nha, nhìn rất là đẹp luôn. Bà rất thích những cái căn phòng có cái view như thế này để mình có thể nhìn ra bên ngoài. Ở bên kia còn có cả cái ban công nữa. Chắc là bây giờ thì bà sẽ đi cắt đồ, sau đó thì đi ăn và sẽ cùng với các bạn khám phá những địa điểm thú vị ở tỉnh Phú Yên này nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi thôi. Giới thiệu với các bạn, đây là món cơm gà xé của tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những món đặc sản của Phú Yên. Các bạn có thấy là gà ở đây thì người ta xé ra chứ người ta không để thật, để nguyên. Và cái cơm này là người ta nấu bằng cái nước luộc gà. Ở trên này thì chỉ có bỏ thêm cái hành ngò và dưa leo, nhưng mà ăn rất là ngon nha. Theo bà thấy thì cái nước chấm là cái quyết định. Cái nước chấm này ngon thật á. Cái nước chấm này nếu mà có bánh tráng ăn thì rất ngon. Ở đây thì người ta bán từ 9 giờ sáng cho đến tầm khoảng 3 giờ chiều là ăn nghỉ rồi. Thời gian mà bảo đi là 2 rưỡi chiều, cho nên là bây giờ quán đang bắt đầu dọn để nghỉ đúng không ạ? Là mình vừa đến đúng lúc á. Rất là ngon nha. Người ta cho mình thêm một chén canh nữa. Thì bây giờ chắc là Bảo sẽ tập trung một chuyên môn nè. Chờ mình tí nha. Sau khi dùng cơm xong thì địa điểm đầu tiên mà Bảo muốn đưa các bạn đến để trải nghiệm đó là Mũi Điện. Để đến được Mũi Điện thì chúng ta đi theo quốc lộ 29, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 30 km về phía nam. Ok các bạn thân mến, hiện tại thì Bảo đang có mặt tại khu vực Mũi Điện của tỉnh Phú Yên. Đây là cái địa điểm mà chiều hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá xem sự vẻ đẹp của Mũi Điện. Tại vì mình muốn chiều hôm nay mình lên trên Mũi Điện này mình sẽ ngắm hoàng hôn. Và không biết là chiều hôm nay lên thì có hoàng hôn hay không, tại vì trời thì nó đang âm u, không biết là nó có mưa hay không nữa. Khi mà xuống dưới Phú Yên này rồi á thì mình có liên hệ với một bạn, đó là bạn Hân. Bạn này thì cũng ở Gia Lai luôn, nhưng mà đang học tập và sinh sống tại tỉnh Phú Yên. Sẽ là tour guide cho những ngày sắp tới. Leo từ đây lên trên đó nghe nói là gần một cây số mới ngắm được Mũi Điện. Ô, gì ghê vậy, còn hơn cả tượng chúa. Leo tượng chúa nữa. Tượng chúa Giang Tây với Vũng Tàu á. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau leo lên trên Mũi Điện để chinh phục cái đoạn đường này, để lên trên đó ngắm được bình hoàng hôn chứ, líu lưỡi luôn.
Kinh khủng khiếp. Đây là mới bắt đầu thôi nè. Đường còn quằn quèo lên trên kia nữa. Nghe nói là ngày trước á thì ở đây á người ta cho dùng xe máy để mà chở lên. Một lần đi như vậy là 50.000 là người ta sẽ dùng xe máy để chở mình lên. Nhưng mà do trong cái mùa dịch này nè, người ta không có cho khách nước ngoài, không có chở khách nước ngoài đi lên trên này. Mệt quá. Quay le con chúng rồi. Đó, dưới kia là quay bán vé kìa. Dưới đó là vé leo lên trên này. Cho tiếp tục. Nhưng mà trong tương lai thì chắc là cái dịch vụ này nó sẽ phải hoạt động lại, cái dịch vụ là dùng xe máy để chở người lên. Chứ đi lên không nổi. Đi lên kiểu đây, đi lên kiểu đây nó tắt thở. Đây nè, ở dưới đất là có ghi là có xe chở lên 50k. Có để số điện thoại dưới đây luôn. Rất là bài bản. Ở phía dưới bên này, người ta gọi đây là bãi môn. Mình sẽ gọi là bãi môn vậy ta? Có phải là ngày xưa dưới đây là nhiều cây môn không? Hả? Ủa, em là dân thổ địa đây mà. Sao lạ vậy? Nhưng mà đứng đây thì nhìn ngắm ra ngoài biển thì sóng nó xô vô kìa, nhìn đẹp á. Nhưng mà thật sự là buổi chiều khi mà mình đi từ bên mé bên đèo bên này qua nè, nắng nó chiếu qua á, nắng nó chiếu qua bên này nhìn rất là đẹp. Nãy giờ mình đi là mới chỉ được có nửa đường thôi á. Nhưng mà đứng đây là ngắm xuống là cũng đã thấy đẹp rồi nè. Thôi tiếp tục đi em ơi. Tiếp tục đi. Phải ngắm luôn hoàng hôn. Hy vọng là lên tới đỉnh cái 50 phát xong phim. Cuối cùng cũng lên tới nơi. Trên này gió quá. Trên này gió cực kỳ lớn. Mấy phút? 5:10 hả? Đi 20 phút. Bỏ 20 ngàn ra để tốn 20 phút leo núi. Wow. Rồi phía bên trong đây là Hải Đăng Mũi Đài Lãnh. Bây giờ mình cùng nhau mình vào bên trong để mình ra ở khu vực phía trước của cái Hải Đăng này ngắm biển nha. Khi mà tới đây rồi, tại vì mình đi buổi chiều á, cái định của mình đi á là buổi chiều để mình ngắm hoàng hôn á, nhưng mà lên tới đây thì trời nó lại âm u. Và có cái anh bảo vệ anh nói là bây giờ hết giờ tham quan rồi, cho nên là không có thể nào đi vào bên trong ngọn Hải Đăng để mà đi lên trên đỉnh Hải Đăng để mà mình ngắm toàn cảnh cái khu biển này được. Cho nên bây giờ mình sẽ bay flycam để cho các bạn cùng xem được, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của xung quanh cái nơi, cái vùng biển cũng như là cái ngọn Hải Đăng này nhé. Các bạn thân mến, sau khi mà tham quan ở cái khu vực Mũi Điền thì các bạn thấy như thế nào? Nó cũng, nếu như đi vào ngày nắng thì nó cũng tuyệt vời đúng không? Tại vì mình xui một cái là Phú Yên ngày hôm nay đón mình bằng một cái cơn mưa rào. Các bạn có thể nhìn thấy bên kia là trời tối thui tối mò à. Cái Mũi Điền này nó cũng như là cái Hải Đăng á, để mà rọi đèn điều hướng cho tàu bè nó đi. Ở gần cái khu vực Mũi Điền này á, thì nó có một cái địa điểm nữa, đó là khu Vũng Rô, nằm cách đây khoảng tầm 6-7 cây số à. Và nghĩ là tới được đây rồi thì cũng không tiếc gì mà không qua bên khu vực Vũng Rô. Tại vì vẫn nghe bé Hân nói là Vũng Rô nó giống như một cái làng bè. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau qua bên đó thử nha. Vũng Rô là tên gọi của một vịnh nhỏ thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nằm ngay rìa dãy núi Đèo Cả. Đây cũng chính là ranh giới tự nhiên trên biển giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Vì được bao bọc xung quanh bởi các dãy núi nên vịnh Vũng Rô quanh năm lặn sóng, thích hợp cho các tàu bè neo đậu. Theo như Bảo thấy thì ngư dân ở đây đa số sinh sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra khi đến đây thì các bạn có thể trải nghiệm rất nhiều các loại hình dịch vụ khác nhau như là tham quan, lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực, tìm hiểu về cuộc sống của ngư dân và đặc biệt là thưởng thức các món hải sản tại các nhà hàng nổi của vịnh Vũng Rô. Sau khi tham quan tại khu vực Vũng Rô thì trời bây giờ đã bắt đầu chập tối nên chắc là Bảo sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm những cái địa điểm khác tại Phú Yên trong các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Bảo sẽ quay về trung tâm thành phố Tuy Hòa để dùng bữa tối và nghỉ ngơi. Các bạn à, kinh nghiệm của Bảo nếu như mà chúng ta đi buổi điền á nha thì chúng ta hãy nên đi từ sớm á, chứ còn nếu mà đi buổi chiều chiều như Bảo á, khi mà về á thì Bảo lại đường ở đó đèo nó quanh co á, cho nên là đi về nó cũng rất là khó khăn, và lúc mà Bảo về thì Bảo lại còn gặp mưa phùn nữa, cho nên đi nếu mà đi đêm mà đi đèo như vậy á thì nó rất là nguy hiểm. Cái địa điểm cuối cùng trong video lần này mà Bảo muốn dẫn các bạn đến đó là một quán chè ở Phú Yên. Quán chè này thì quán ven đường thôi, một chén như thế này là 3.000 nè. Ở đây thì mình có kêu hai loại chè, đó là chè bắp và chè chua nước. Bây giờ thì mình tranh thủ là mình sẽ ăn đã. Đi nhiều thì năng lượng cũng tiêu hao nhiều. Chắc là video nhận phải đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Bye bye. Ngon quá. Đói quá à.